Hello, hello, xèo tất cả anh em nhé. Thì mình là LTL đây, điệp trai MS03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình quyết định là sẽ quay lại cho anh em một cái clip siêu thú vị nữa nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em nào ở đây mà fan mình, yêu quý mình thì anh em đừng quên là giúp mình một nút like nha. Và nhớ là xem từ đầu đến cuối clip này không tua nha anh em ơi. Và tí nữa mình cũng sẽ ra một câu hỏi để tặng quà cho tất cả những anh em mà xem từ đầu đến cuối clip này không tua. Like, chia sẻ nhớ đây kênh nha anh em ơi. Anh còn những anh em nào mà kiểu như không nhận được quà từ mình ý, thì tí mình vẫn có một phần quà dành cho tất cả anh em, nên anh em nhớ đừng có tua nha anh em ơi. Thì hôm nay mình cũng không định là làm cho anh em một clip buồn thôi anh em ạ. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một clip là mình sẽ giả bot anh em ạ. Và mình sẽ đi ghép ngẫu nhiên ở chế độ độc lan chiến, mình chấp 4 dao nha anh em ơi. Đấy, xong rồi mình sẽ đặt kèo lại để xem là liệu có được hay không nha anh em ơi. Chứ dạo gần đây là mình làm mấy clip buồn cho anh em, thì nhớ anh em fan mình thì mình thấy là xem clip của mình thì cũng khá là buồn. Nên hôm nay mình quyết định là sẽ đổi gió một xíu nha anh em ơi. Nhưng mà trước khi quay cái clip thú vị đấy thì mình vẫn phải mời thanh niên kia vào anh ạ, thằng kẻ lối loạn anh em ơi. Cái thằng đó đang cầm quân đoàn mình em ạ. Đấy, mình vào mình sẽ nói chuyện với nó xem nó có trả quân đoàn mình hay không. Nếu như không trả hay là trả thì mình cũng không quan tâm anh em ạ, bởi vì hôm nay mình vẫn quyết định là quay cho anh em mấy clip thú vị nha anh em ơi. Đây là mong anh em xem đến cuối nhá. Ok, và còn một điều nữa, anh em là muốn sử dụng tất cả những dịch vụ về Free Fire đấy, anh em muốn quay KC, anh em muốn sở hữu những con đạc siêu VIP của AK-7 thì anh em đừng quên xuống ngay phần bình luận, tất cả là vẫn hoạt động rất là bình thường ở đấy nha anh em ơi. Anh em yên tâm nha, không phải lo anh em ơi. Độ uy tín thì anh em không phải bàn anh em ạ, mình là một YouTuber uy tín gọi là số 1 Việt Nam mất rồi anh em ơi. Đấy, anh em fan cứng mình, anh em cứ tin tưởng mình mà kiểu như vào anh em ơi, nó rất là ưu đãi và vẫn hoạt động rất là bình thường nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ giả bot nha anh em ơi. Đấy, một phần là mình giả bot để kiểu như là cho nó nghèo nghèo một xíu anh em ạ. Đấy, để cho thanh niên kia động lòng nó trả mình, à trả quân đoàn mình dễ hơn anh em ơi. Đấy, hai phần là nếu như là nó không trả thì mình sẽ đi giả bot mình chơi độc lăng chiến nha anh em ơi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ mời nó vô luôn nha anh em ơi. Đấy, nó đang thích đấu anh em ạ. Đây, nó vào luôn rồi nha, bây giờ mình sẽ mở mic lên nha anh em ơi. Đấy. Alo. Mày mời làm cái gì? Tao muốn là thôi bây giờ mày có thể trả quân đoàn tao được không? Mày thì tao mặc đồ nghèo này, tao mấy ngày hôm nay tao rất là buồn, mày trả tao đi để tao tuyển thành viên quân đoàn. Mày nói làm cái gì? Video trước của mày đã đủ 2k like đâu. Hiểu rồi, 2k like khó lắm, tao đã bảo là kênh chính của tao là đang gặp vấn đề rồi. Mày trả tao nhiều nó gặp vấn đề, bây giờ tôi không đăng lên được nữa. Bây giờ tao bắt buộc tao phải đăng lên kênh Ngô Thế Ngọc này, mà kênh Ngô Thế Ngọc này có ai biết đến đâu, mọi người có bật chuông thôi mà mọi người biết. Nên là thôi, không được 2k like đâu, mày trả tao đi. Tao không cần biết, đấy là việc của mày mà. Thế bây giờ như nào mày mới trả? Thôi được rồi, nếu video này hiện tại của mày được 2k like thì tao trả quân đoàn cho mày, còn không thì thôi nhá. Ok, video này đúng không? Video này luôn đúng không? Đúng rồi. Ok ok, được rồi, để tao bảo fan của tao. Mọi người ấy, anh em là mà fan của mình ấy, yêu quý mình, muốn mình sớm lấy được quân đoàn ấy, để mình kiểu như tuyển những thành viên mà bấm like clip này, thì anh em nhớ like luôn đi nhanh anh em ơi. Để có một slot là anh em sẽ được vào quân đoàn mình và sẽ được tặng nhận quà từ mình nhanh anh em ơi. Sẽ được tặng thẻ đổi tiền miễn phí nhá. Lên anh em like giúp mình nhanh anh em ơi, để được 2k like nó trả quân đoàn mình nhá. Ok, ta sẽ cố gắng nha, được chưa? Rồi, ok. Ừ, thế bây giờ có cần gì không? Không, bây giờ tao đi ra chơi với bạn tao rồi. Ok, thì mày ra chơi game đi, thôi bye bye mình nhá. Ôi, nó ra luôn rồi anh em ơi. Thì ok, không linh tinh liên thuyền nữa, thì bây giờ mình sẽ vào chế độ độc lai chiến để mình giả bot, mình ghép ngẫu nhiên rồi mình chấp 4 dao nha anh em ơi. Để xem là liệu mình có thể kiểu như là chiến thắng được hay không nha anh em ơi. Đấy, mình không làm clip buồn hôm nay, mình sẽ làm clip vui nha anh em ơi. Đây, vào độc lai chiến luôn nha anh em ơi, vô luôn này. Ok anh em ơi, thì mình đã tìm thành công trận đấu rồi anh em ạ. Đấy, úi giời, anh em thấy chưa, mình mặc một bộ đồ gọi là khá là bot anh em ơi. Thì không biết là team địch ai đây, mình sẽ quyết định là mình sẽ cầm DE để mình chấp 4 dao anh em ạ. Đấy, mong là quả kèo này nó thuận lợi nha anh em ơi. Anh em xem, anh em nhớ là xem thì cuối giúp mình nhá. Và mình sẽ cho anh em một câu hỏi luôn này. Đố anh em biết cái trận đấu này mình sẽ giết được tổng cộng bao nhiêu QS sọt nha anh em ơi. Và điều kiện để anh em nhận quà là anh em phải xem thì cuối nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đứng đây mình chấp luôn này. Chấp luôn 3-4 dao này anh em ơi. Ui, thằng kia bộ đồ quen quen đấy nhỉ. Ui, thằng này bắn không trúng lại còn đặt keo như tật anh em ạ. À, hài thực sự anh em cũng chạy đâu ấy. Thằng ấy chạy đâu? À đây 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 đây. Thầy bắn gà vãi. Ui đấy. Stain là kẻ lối loạn là như nào? Ủa Stain nó quen quen như này anh em nhỉ? Ui như là cái thằng nó lấy quân đoàn mình đúng không nhỉ? Ui đúng rồi này. Ui đây. Vãi gia đình gầm cầu anh em ơi. Ui chết rồi. Mai gặp ngay cái thằng nó cầm quân đoàn mình vừa nói chuyện với nó xong nó bảo nó ra game ngẫu nhiên. Hóa ra nó ra chơi game anh em ơi. Trời ơi mà mình ghép chúng nó trận này. Trời ơi mẹ, mình đang làm thử thách chấp 4 dao anh em ạ. Chứ không là thằng này mình sẽ cố gắng chốt nó 5-0 rồi anh em ơi. Mình đang cay nó anh em ạ, mà bây giờ ôi còn cắm cờ nó khịa mình kìa. Tức thế nhỉ, đang làm thử thách không thì thằng này toang với mình nữa anh em ơi. Xem mà nó mua khẩu gì, AM1887 anh em ạ. Ok, trận này mình sẽ cho nó đuổi mình nhanh anh em ơi, cho nó tìm mình đi.
Ba, mình chấp 4 dao, mình không, mình định đứng im cả 4 dao đấy anh em ạ. Nhưng mà thôi, bởi cái thằng này mình sẽ trêu nó tức anh em ạ. Cho nó đi tìm mình, xem nó có tìm thấy mình không. Đấy, người giờ lấy mình sẽ trêu tức quá nha anh em ơi. Đấy, úi dồi ôi. Bắn nó cái, trêu tức cái, cho nó cay anh em ạ. Đấy, anh đây này, đuổi đi. Đuổi làm sao được mình. Chơi mèo đuổi chuột với thằng này luôn anh em ạ. Thế mình sẽ đi chuối nha anh em ơi, để cho nó tìm mình nhá. Đâu rồi, anh ta đâu rồi. Má, tự nhiên mình gặp ngay à. Ôi, nó thấy mình rồi anh em ơi. Xem nó làm gì được mình không nhá, mình sẽ núp ở đây nha anh em ơi. Ui, cái này bắn gà quá, Ui, ok, cũng sao không ba anh em ơi. Má, nó khịa mình kìa. Thôi toang rồi, quả kèo này toang rồi anh em ơi. Không biết liệu tí nó có thắng được mình không, nó mà thắng được mình thì quê lắm anh em ạ. Mình không đạt được quả kèo này thì quê lắm anh em ơi. Đây anh em bấm lại giúp mình nhá. Đây mình sẽ đứng im, quả mình sẽ đứng im chấp luôn này anh em ơi. Bật hành động lên khịa luôn này. Đấy. Ok, xem là nó khịa mình không. Nó khịa mình kìa. Đá nhè, được nhè. Ok, giờ mình sẽ lật kèo cho anh em xem này. Mình sẽ thể hiện cái trình độ lật kèo nhá. Mình sẽ cầm gọi là UMB luôn này anh em ơi. UMB luôn này. Đấy, mình sẽ cho nó biết cái nào lễ hội rồi anh em ơi, 04 rồi nhá. Bây giờ mà nó giết mình một mạng thì coi như là thua luôn đấy anh em ạ. Nên là nói chung con kèo này kèo cực căng. Mày qua đây. Mày qua đây, công cẩu à mày. Mình nghĩ là đứng im cho mình bắn hả mày. Chưa, kịa lại luôn anh em ơi. Kịa lại luôn. Trời ơi, 1-4 rồi anh em ơi, 1-4 rồi. Mình sẽ gọi là thắng nhanh, rút gọn nha anh em ơi. Đấy, không cho thằng này nó có cơ hội lật kèo anh em ạ. Đấy, mày qua đây. Đây rồi. Úi dồi ôi, anh định làm gì? Ui, đau nha. Hết giọt rồi anh em ạ. Anh em bây giờ kỹ năng của mình chưa? 2-4 rồi nha anh em ơi. Thằng này tức ở đấy. Ok, trận đấu này mình sẽ quyết định là mình sẽ mua khẩu gì. Ui, nó mua anh em ơi, biết nó mua khẩu gì đây anh em ơi. Ui, nó mua khẩu gì đây anh em, cứ bình tĩnh nha anh em ơi. Chết rồi, quả toang rồi, bây giờ nó mua mấy khẩu như AVKM thì chết dở. Ui, DE với SKS à? Ui rồi, thế cũng được anh em ơi. Thế này cũng là hai khẩu súng mình cũng chơi được anh em ạ. Ê, mình sẽ đợi nó công lên anh em ơi, thằng này nó hay nhiều anh ạ. Trời ơi, bây giờ nó bắn mình. Nhẹ cái đầu ở đây. Ui. Đây là 4 luôn anh em ơi. Ui dồi, anh em bây giờ mình bắn gọi là gặp cái thằng gọi là mình ghét anh em ạ. Anh em mình bắn nó kinh không? Quá khiếp luôn, chứ còn gì nữa đúng không anh em ơi. Ra đạn nó này vào đầu luôn, chứ còn gì nữa đúng không anh em. Ok, tiếp tục. Qua đây. Ai qua đây anh em ơi. Từ toang rồi. Bình tĩnh. Ui. Đau quá anh em ơi, thằng này chưa bẩn nó ném cả ship kìa. Mày chưa bẩn là mày. Từ, bình tĩnh nha anh em ơi. Mày qua đây. Ui. Giờ mà nó bắn vào đầu mình thì cũng mệt đấy anh em ơi. Ui. Đau nha. Từ. Anh ơi. Thằng này nhiều quá nhỉ. Rồi ok, mình sẽ chơi cấu rỉa thôi anh em. Mình chơi cấu rỉa. Rỉa rồi. Mày định quần máu đúng không? Ui. Thế nó giúp mình kìa. 4 đều rồi. Kèo quyết định anh em ơi, Kèo cuối cùng anh em ạ, một kèo quyết định. Đúng rồi, kèo này mình mà thua là chết đấy anh em ạ. Kèo này là hai đứa đều được mua súng anh em ơi. Thì thôi mình sẽ quyết định là mình sẽ cầm M4A1 bắn Groza đi mày. Groza với cả UMP đi. Nhìn thấy hợp lý chưa? Quá hợp lý rồi anh em ạ. Groza mình mua đâu rồi ta? Ôi, không được mua lại nữa rồi kìa anh em. Đây, xem đi đường nào nha anh em ơi. Nó đi bên này. Nó đi bên này anh em ơi. Ui, thằng này bắn phát mình gần chết kìa. Chết rồi. Mày đứng đấy mày khịa. Từ bình tĩnh để mình quấn máu nha anh em ơi. Ui, nó bắn phát mình gần đi kìa anh em ơi. Thằng danh quan này mày qua đây. Từ, đây rồi, cơ hội rồi. Chà. Ui, chết kìa anh em ơi. Đau nha. Ui, kèo căng nha anh em ơi, kèo căng nha. Không nhìn thấy mình. Ngu. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình đã hoàn thành thử thách rồi anh em ạ. Lại còn thử thách đúng với cái thằng mà mình ghét cầm con già mình nữa anh em ơi. Thì hôm nay mình quá vui anh em ạ. Thôi, chắc clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả đã bỏ thời gian theo dõi clip này nha. Bye bye anh em.